Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sa Thầy nhé. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong room, dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha, ok. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài về người, còn một số phần cuối ha, chấm dứt cái phần bài về người. Thì chương trình cũng vậy, mời cái lát mời cô Nhật Quỳnh post là cái bài vừa rồi đọc. Thì chúng ta cùng nhau ôn lại rồi bắt đầu đi vào chi tiết. Dạ, kính thưa quý vị, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau chấp tay đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi Sammasambuddhaṃ Buddhamattalaṃ Sacchaṃ Dhammaṃ Anuttamaṃ Abhivādiyapāsesaṃ Abhidhammassaṃ. Dạ, chào quý vị. Chương trình chúng ta cũng cũng như thường lệ học lúc đầu đọc Pali rồi sau đó chúng ta học vào bài. Giờ mời cô Nhật Quỳnh quan hệ post bài rồi cũng mời tất cả quý vị quan hệ hai viên nhau đọc để kiếm thêm nhiều phước báo, cố gắng tranh thủ đọc cho nhanh nhưng đi bằng có bây giờ không nhiều hơn. Rồi xin mời tất cả quý vị. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cùng tất cả quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Thí Đức, con kính lễ Đại Đức Pháp Trang, cùng con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, con kính chào thầy kinh. Dạ, con xin đọc bài ạ. Bút ga la phê đồ phân hạng chúng sanh tu hề tu cà na má hề tu cà nành cha ban nát tha kri già cha quan nà ni chề quá ban nà cha quan nà ni cha na lập phần tí ta thà nhà na sầm ba yut ta quy bà cà ni cha su ga ti dằng đúc ga ti dằng ban na nhà na quy ba yut tà ni cha ma hà quy bà cà ni cha lập phần tí. Nơi đây với những người mà thức thế sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chấp duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tu kề suối chắc khi nà sa hòa năng cú sa la cha hoa nà ní cha na lập phần tỳ tí ta thà xề khá bu thút cha nà năng kri già cha hoa nà ní đích thi ta sầm ba yut ta quý chí kích chà cha hoa nà ni cha xề khả năng a nà gà mi. Rồi để con kéo xuống à. Đâu rồi? Con xin đọc lại cái đoạn này. Tí hề tu kề su cha khi na sa hòa năng cú sa la cha hòa na ni cha na lấp phần tỳ tí ta thà xề kha u thút cha na năng kri già cha hòa na ni đích thí gát ta sầm ba yut ta quý chí kích chà cha hoa nà ni cha xề khà năng a nà gà mi bút ga là năng ba na ba tí
Kachawana nichana lapfanti lokuttara chawana nicha. Yatha sa kamariya nang ewa samup bạch chàn tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tóc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chấp động tóc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân U-thu-chana và hạng ngũ học C-khát. Những chập Chawanat liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khách. Đối với vị Anaham không thể có Chawanat liên hợp với sân, nhưng các Chawanat siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Chị Bạch Ta, còn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Đào Trà còn nghe được âm thanh chị Bạch Ta không quý vị? Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn Đào Trà. Chị Bạch Ta ơi, Nhật Quỳnh kính mời chị cầm mic trở lại ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, quý vị có nghe trở lại được âm thanh của Bạch Ta không? Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết đã nghe được. Dạ vậy nãy Metta đọc tới đâu rồi cô? Chắc bị cái nít phù dân gì đó vô rồi cái che rồi làm ra tôi lúng túng, tôi không biết nó tới đâu mà. Cái nít đó vô rồi cái án cái màn hình của Meta nhiều quá. Dạ chắc đọc. Ase kha năng chát túc chát tà lì sa se kha năng út đi se chá bàn nhà sa quá se sa năng chát tú bàn nhà sa sầm phá hoà ai chàng ác tha bút gá lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng ngũ học có 56. Ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, như vậy mà ta đã đọc xong, mà ta xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Thân Thầy giá, Nam mô Sa Thầy giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức Đại Đức Khắp Tăng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào thầy kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Và con xin trả bài ạ. Bút gá lá bê đồ phân hạng chúng sanh. Tu hề tu cà ná má hề tu cà nặng chá bá nét tá chí ri già giá hoà nà ní chề quá áp bá nà chá quá nà ní chá ná
lấp bằng tí ta thà nhà nà sầm ba dút tá vi bà cà nê chá su gá chi dần đúc gá chi dần ba ná nhành ná viết ba dút tà nê cha mà hà vi bà cà nê ná lấp bằng tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập chi tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú những loại tâm hợp quả trí cũng không có. Tí hề tú kề cha khi nà sa hòa nằng cú sa la cha quá nà ni cha ná lấp bằng tì tí ta thà xề khắp cú thút cha nà nằng ri già cha hòa nà ni tít thí gá tá sầm ba yút tá vít chi kít cha cha quá nà ni cha xề khà nằng a nà gà mi phúc gia là nàng ba ná ba ti kha cha quá nà ni cha ná lấp bằng tí lô cút ta ra cha quá nà ni cha già thà xá ca ma ri già nàng ề quá xá mút phát trần tì tí. Giới bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chật động tốc di tác không phát sanh đến hàm, đến hạng phàm nhân, tu thuốc cha ná và hạng hữu học, xê khát. Những chật cha quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khát. Đối với vị A-na-hàm không thể có cháu quá ná liên hợp với sân. Nhưng các cháu quá ná siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A-se-kha-năng-cha-tu-cha-ta-li-sa-se-kha-năng-ut-di-se cha-pan-nya-sa-wa-se-sa-năng cha tu pan nya sa sam ba hòa a dần ép tháp bút giá lá bề đồ tùy trường hợp phát sanh. Được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng của chúng sanh. Dạ, con đã bài xong ạ. Cảm ơn chị Nguyệt Tùng bóp bài. Con xin gửi mic lại cho cô Thiên Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, các cô tu nữ, kính đảnh lễ thầy kinh và con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài vi diệu pháp hôm nay học ạ. Úc cá lá phê đồ phân hạng chúng sanh, đú hê tú cà ná, má hê tú cà nhằn chá, thành nét thá, quý trà, chá vá nà ní, chề vá, áp thá nà, chá vá nà ní, chá ná, lắp thành tí tá thà nhà ná sam phá rút tá ví thà cà tí chá xú gá tí văn đúc gá tí văn phá ná nhà ná tiếp phá rút tà ní chá má hà ví thà cà ní ná lắp thành tí. Nơi đây, đối với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sinh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí
cũng không có. Tí hê tú kê sú chá thì nà xá bà nằng cú xá lá chá vá nà mí chá ná đắp phần tì tí tá thà xê khá cú thút chá nà nằng quý già chá vá nà mí đít thí gá tá xăm thá rút tá ví chí kích chà chá vá nà mí chá xê khà nằng á nà gà mí phúc gá là nằng thá ná phá tí khá chá bá nà ní chá ná lắp phần tí lô khút tá ra chá bá nà ní chá giá thà xá cám má lý già nằng ê vá xàm mút phát chàn tì tí với bậc vô nhiễm a la hán trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có đồng tốc thiện hay bất thiện phát sanh cùng thế ấy. Những chặt đồng tốc duy tác không phát sanh đến hạ phàm nhân cú thút chá ná và hạ hữu học xê khát. Những chặt chá vá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khát. Đối với vị A-na-hàm không thể có chá vá ná liên hợp với sân, nhưng các chá vá nát siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm, tùy theo mức độ chứng nghiệm. A se kha nằng chá tú chát ta lì xá se kha nằng út đi se chá phần nhà xà vá se xà nằng chá tú phần nhà xá xàm phá và á giang ép thá cúc cá lá về đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56. Ngoài ra, những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con đã đọc xong. Con xin mời vị Quế tiếp ạ. Alo ạ. Alo. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ sư Trí Đức, con kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài ạ. Bút ta phê đồ phân hạng chúng sanh, đu hề tu cà nama hề tu cà nành cha ba nét thakri già cha qua nà ni chề Wa áp ba nà cha qua nà ni cha na la phàn ti ta thà nhà na sầm ba yut ta quy bà cả ni cha su ga ti dằng đúc ga ti dằng ba na nhà na quy ba yut ni cha ma hà quy bà cả ni na la phàn ti. Nơi đây với những người mà thích sanh dân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kề su cha khì nà sa hòa nàng, cu sa là cu sa la cha qua nà ni cha na la phàn tì. Ti ta thà sề kha bu thu cha nà nằng. Tri già cha qua nà ni đi thi gà ta sầm ba yut. Ta quy chi kích trà. Cha qua nà ni cha sề khà nằng. A nà gà mi búc gà là nằng. Ba na ba ti kha cha qua nà. Ni cha na la phàn ti lộ cút. Ta ra cha qua nà. Ni cha ya tha sakam ma ri yang nam e wa sa mo pach chan ti ti. Với bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có đồng tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập đồng tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân uthuchana và hạng hữu học C khas.
Những chập chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khác. Đối với vị Anaham không thể có chawana liên hợp với sân, nhưng các chawanas siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase khà nàng chatu chát tà lì, sa se khà nàm đi se, cha bành nhà xà qua se xà nàng chatu bành nhà sa sầm pha quả. A dàm et tha búc ga la phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, bắt đọc bài xong. Con xin xuống mic. Mời Từ ạ. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Cảm ơn sister Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ba giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính lễ thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc bài. Bài học hôm nay. Bút cái lá phê đô phân hạng chúng sanh. Đu hề tu ca Namahe tuka nan chapanetha triya chawana niche wa up pana chawana nichana lapanti tathanya na sambayut ta vibhaka nichasugati yang dukgati yang pananya na vipayut ta nichamaha Vi bà cà ni na lắp phần tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, cách chập, duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cũng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với trí, tri kiến, cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tu kề su chắc khi nà sa hòa năng cú sa là cú sa lá cha hòa nà ní cha ná lấp phần tì tí ta thà xê khắp bút thúc cha nà năng rí già cha hòa nà ní đích thi ga ta sam ba yut ta vi chi kích cha cha wa na ni cha khe kha năng a na ga mi buk ga la năng ba na ba ti kha cha wa na ni cha na la phan ti lo kut ta ra cha wa na ni cha ya tha sa ka ma ri ya na Saka Mariya Nang Ewa Sammupachanti Tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc, thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh, đến hạng phàm nhân, Bhutchana và hạng hữu học Sekhas. Những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Anaham không thể có Chawana liên hợp với sân, nhưng các Chawanas siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha năng chatu chat ta li sắc se kha năng út ti se cha bần nhà sa wa se sa năng chatu bần nhà sắp sầm phá hòa a dần et thapu ga la phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh,
Được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hàng hữu học có 56. Ngoài ra, những hàng còn lại có 54 nội tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con một niệm từ đã đọc xong bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời Duyên lên đầu trả bài thuyết pháp. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức. Con xin chào thầy kinh và con kính chào đạo đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Nguyệt Quỳnh và đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin trả bài Bút Cá Lá Về Đồ Phân Hạng Chúng Sanh. Tú Hề Tú Chà Ná Ma Hề Tú Chà Nằm Chá Á Nết Tha Trì Gia Chá Hoà Na Ní Chê Hoà Áp Bá Na Chà Hoà Na Ní Chá Ma Lát Phần Tí Tá Tha Nhà Ná Sám Bá Yút Tá Quý Bà Càng Tí Chà Su Gá Tí Yăng Đúc Gá Tí Yăng Bá Na Nhà Ná Quý Bá Yút Ta ni cha ma ha vi pa ka ni na lắc văn tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập vi tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tu kệ su cha khi na sa hoàn hoa năng cu sa la cha qua na ni cha na la phần tí tát tha sê kha bú thú cha na năng khi ya cha hoa na cha hoa na ni đít thi gấp ta sang ba yút ta vi chít kích cha cha hoa na ni chế sê kha năng Anagami Bukka La Nang Dana Bhakti Kacha Wan Nani Jana Lapanti Lokuttara Jawa Nani Jayatha Sa Jana Riyanang Ewa Samut Bap Chanti Ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ta nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc di tác không phát sanh đến hạng phàm nhân út thú chán át và hạng hữu học Sikha. Con xin xong hết. Còn nữa không cô? Những chặn chá quanh ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sikha. Đối với vị A-na-hàm không thể có chá quan ná liên hợp với sân như các chá quan ná siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có
thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Aseka nang chatu chat ta li sa se kha nang putti se cha ban nya sa wa se sa nang chatu ban nya sa sang pha wa a yang et tha bukala pedo. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hàng hữu học có 56, ngoài ra những hàng còn lại có 51 loại tâm. Đây là phương thức hàng của chúng sanh. Dạ, con xin trở biết lại đạo tràng. Dạ, con có sai xin. Nam mô Bích Thầy. Dạ, dạ con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính lãnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Pháp Trang, và kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con xin đọc bài ạ. Bút Cá Lá Phê Đồ, phân hạng chúng sanh. Tú Hê Tú Cà, Nam Ma Hê Tú Cà Nành. Chapanet Thariya Chawana Niche Na Appana Chawana Nichana La Panti Tatha Nya Na Sampayut Tawipa Ka Nichasugati Yang Dukkati Yang Pananya Na Vipayut Ta Nichamaha Vika Vipaka Ninala Panti. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tắc tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tu kề su cha khi nào sa hòa nằng cú sa là cú sa la hoa nà ni cha na la phàn tì tí ta thà sê kha bút thú cha nà nằng priya cha hoa nà ni tí thi ga ta sầm pa yút ta vi chi kích cha Chawana nichase kha nang anaga mipukala nang banapati kawachana nichana la panti lokuttara chawana nichayatha sakamariya nang evasamuppacchanti ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có động tốc, thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc, duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân. Puthuchana và hạng hữu học Sekas. Những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekas. Đối với vị Anaham không thể có Chewana liên hợp với sân. Nhưng các Chewanas siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ.
Ase ka nang chatu chat ta li sak se ka nang ut di se chapan nya sa wa se sa nang chatu ban nya sa sam pa wa ayang et tapuk galafe do. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Cảm ơn thầy Kinh. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khà. Dạ thưa con chào Nguyễn, con xin kính lãnh lễ sự trí đức, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Bút gá lá phê đồ, phân hạng chúng sanh. Đú hề tú cà, ná má hề tú cà, nành cha pa net tha kri ya cha wa na ni che wa ap pa na cha wa na ni cha na la phan ti ta tha nhà na sam pa yut ta wi pa ka ni cha su ga ti yang duk ga ti yang pa na nhà na wi pa yut ta ni cha ma ha wi pa ka ni na la phan ti. Nơi đây, với những người mà thức tái sinh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập uy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề su chá khi nà sá hòa năng Kusala kusala chawana nichana la phan ti ti ta tha se kha bu thu chana nang kriya chawana ni dithi ata sam bayuta vichikicha chawana nicha se kha nang anaga mi puk gala nang pana patiha chawana nichana la phan ti Lokutara chawana nijayatha sakamariya nam e wasamut pachanti ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sinh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, Buthuchana và hạng hữu học, Shekhas. Những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Shekhas. Đối với vị Anaham không thể có Chawana liên hợp với sân, nhưng các Chawanas siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Asekha nang chatuchat ta li sa se kha nam ut di se cha pan nha sa wa se sa nang cha tu pan nha sa sam pha wa a yam et tha buk ga la phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic ạ. Con kính nhân mic lại cho đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha.
Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư pháp Trang, quý cô tu nữ thầy Kiên cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài luôn ạ. Pukala phê đồ phân hạng chúng sanh. Tu hề tu ca nama hề tu ca nhà cha ban nề cha banet thakriya chawana niche wa apana chawana nina nichana lapanti tathana nasampayutta vipaka paka nicha sukha tiyan dukkha tiyan pananya na vipayutta nichama nichama ha vipaka nina lapanti. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kề su cha khi na sa hòa năng kusala kusala chawana nichana lapanti ti tatha sekha puttuchana nang kriya chawana ni dithi gata sampayutta ti vikicha chawana nicha sekha nang anaga mipukala nang panapat tiga chawana nichana lapanti lo kutarat chawana nichaya tha sakar mariya nang e wasamup pachang ti ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân bút thúc cha ná và hạng hữu học sê khát. Những chập javanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị sê khát. Đối với vị A-na-hàm, không thể có Chavana liên hợp với sân. Nhưng các Chavana siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm, tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha nang katuk chata li sakhe kha nang udise chabanya sa vase sa nang chatu panya sa sampa pava ayan etha pukala pedo. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ con xin hết, con xin xuống mic, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Vinh Giang Nhất Hà. Dạ, bây giờ đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Bình rõ không quý vị? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu đi. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trung Nguyệt Thiện Vũ. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ, Nhật Bình kính mời quý vị trả bài nha. Nhật Bình xin được trả bài trước. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, vị nào chưa trả bài thì đưa bàn tay lên. Nhật Bình trả bài xong, Nhật Bình sẽ post bài tiếp cho quý vị. Hơi nhỏ hả? Cũng còn nhỏ nữa hả Thiện Vũ?
Trời ơi, chỉnh quá chừng rồi mà nó cứ nhỏ hoài. Dạ, cảm ơn Trọng Nguyễn. Dạ, bây giờ nghe được chưa quý vị? Phút ga phê đồ. À, hơi nhỏ hả? Không sao. Nhỏ hơn Minh Nhật Hà là được rồi. Tại vì mình nữ mà, bên kia nam mà. Dạ. Phúc ca na phê đồ phân hạng chúng sanh. Đu hê tu ca nam ma hê tu ca nành chá. Ba nát. Phá kì già. Chá quá nà ní. Chê quá áp ba nà. Chá quá nà ní. Chá na lấp hoành tí. Ta thà nà. Na sầm ba yút ta vi ba ca. Ni cha su ga ti yang duk ka ti yang ma na nya na vit ba yut ta ni cha ma ha vi ba ka ni na lap phan phan ti nha mang thanh hoàng nha tại à, biết ý đó nha. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên cắt chặt ghi tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí kê tí hề tu kê xuất chắc khi na sắc quả năng cú sát la cú sát la quá chắc na ni cha na lấp hành tì tí ta thà xê ca bút thuốc cha na năng duy gia cha na quạt na ní địch thị cha gắt ta sầm và vút ta vui chi kích cha và cha na ní cha xê kha năng a na gà mi bút ca la năng ma na bát tí kha quá cha na ní cha na lấp hành tí lờ cút ta ra quá cha na ní cha gia tha sắc kama vi già năng ê quá sam mút bát chan tì tí với bậc vô nhiễm a la hán trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có động tác thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tác quy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân bút thuốc chá ná và hàng hữu học sát khát những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị sát khát. Đối với vị A-na-hàm không thể có chá quá ná liên hợp với sân, nhưng các cha quán nát siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A se kha năng cha tức cha ta li sa se kha năng út đi se cha bành nhà sa pa se sa năng cha tức bành nhà cha sầm phá hòa a dân át thá phúc cái là phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận bằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Nam Mô Bích Tha Giá Dạ Nhật Quỳnh đã đọc bài xong. Kính mời quý vị nào chưa đọc bài thì kính mời bằng tay. Và Nhật Quỳnh cũng xin chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vô giáo đạo tràng. Nhật Quỳnh bớt bài, Nhật Quỳnh cũng không thể trả lời, cũng không thể chào quý vị được. Nếu mà Nhật Quỳnh chào quý vị một cái là Nhật Quỳnh phân tâm bớt bài sai liền. Nên kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ, giờ mời thì mời. Anh Hoàng chưa đọc phải không? Dạ, còn vị nào chưa đọc thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Trong vòng 30 giây không có vị nào đưa tay thì Nhật Quỳnh thỉnh Vinh Kinh nha. Dạ, Nhật Quỳnh thỉnh Vinh Kinh đó quý vị, đưa bàn tay lên đi. Chứ không thì mất quyền lợi ráng chịu nha quý vị. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ,
Vậy là Quỳnh Kinh ơi, ế rồi, mít ế là Quỳnh Kinh ơi. Thôi bây giờ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng và kính mời Quỳnh Kinh đăng đàn để giảng dạy bài sớm một chút, để có thể học chậm chậm một chút nha Quỳnh. Quỳnh thông cảm, Nhật Quỳnh già cả lắm cảm nên dạy chậm một chút để cho Nhật Quỳnh được tiếp thu. Dạ, giờ Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính mời Quỳnh ạ. Quên nữa, mang mắt kiến đèn và quên. Châu Nguyễn ơi, chuẩn bị nhà sẵn sàng để bốt bài dùm nhân Châu Nguyễn nha. Dạ, có Châu Nguyễn bốt bài, Nhật Quỳnh đỡ khổ lắm. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn rất là nhiều. Dạ, mời Quỳnh Kinh nè. Xa thấu, xa thấu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Bà Giá, Nam Mô Sa. Kính lời chúng Đức Tăng và Thân Giả các cả quý vị. Rồi, đọc hôm nay ai đọc cũng giỏi hết, đọc rất là trôi chảy ha, tuyệt vời. Cái đứa việc đòi thì chúng ta học xong cái phần người phàm tam nhân, xong với phần đó ha, đúng không quý vị? Lúc đó giờ hết cái người tam nhân ha. Đúng ha, rồi ok. Rồi, hôm nay chúng ta đi tiếp vô, tiếp tục số 5, là người đạo nhập lưu. Tức là bây giờ bắt đầu chúng ta đi vô những bậc thánh nhân ha. Số 5, người đạo nhập lưu, phải sơ đạo. Người đạo nhập lưu, sơ đạo. Đi. Đi chậm chậm ha, chậm cho cô Nhật Quỳnh có khỏi có khiếu nại, nói ngày có cái khiếu nại, sợ có luôn. Người đạo nhập lưu, sợ đạo. So pa bát tí mắt cái bút cái lá là người sợ đạo. À, đây là chúng ta bắt đầu trong cái dòng thánh ha. Bây giờ người sơ đạo được định nghĩa lại như vậy ha. Người đang sát trừ. Nhớ là người đang nha, đang hay thì hiện tại nha. Người đang sát trừ ba kiết sử phiền não. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Người đang sát trừ ba kiết sử phiền não, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Người đang sát trừ ba kiết sử phiền não, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên. Chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên. Phải. Chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên. Được tính ngay sát na tâm đạo đang sanh với ba sát na tiểu. Được tính ngay sát na tâm đạo đang sanh với ba sát na tiểu. Tức là ở đây đã định nghĩa về người sơ đạo, tức là người đang sát trừ, tức là người này đang sát trừ, đang diệt trừ. Diệt trừ gì? Diệt trừ ba cái kiết sử phiền não, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng muốn đi vào trong đạo lộ thì chúng ta phải tu tuân tự pháp, chứ không phải mình đùng cái mình diệt, mình diệt trừ liền, phá tâm tham liền, chuyện đó bộ không có.
phải tương tự. Trước tiên là chúng ta phải diệt trừ được ba cái kiến sử này trước, là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi đây là cái người này, tức là khi mà người này đang sát trừ như vậy đó, thì người này là người đang chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên, tức là người này chứng ngộ cái trạng thái Niết Bàn lần thứ nhất, lần đầu tiên. Và cái sự chứng ngộ này được tính ngay cái tâm sát na tâm đạo nó sanh lên, tức là sát na đại, sát na lớn, sát na tâm đạo nó sanh lên, nó đang sanh lên. Tức là người này chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên, tính ngay sát na cái tâm đạo, là trong cái lộ trình tâm mỗi sát na sanh lên vậy đó, thì ngay cái tâm đạo sanh lên, thì người này là được gọi là người sơ đạo, đang sanh với ba sát na tiểu. Tức là mỗi một cái sát na sanh lên, nó có ba cái sát na tiểu, là sanh, rồi trụ, rồi mới diệt. Tức là mỗi một sát na nó có ba sát na tiểu như vậy. Thì khi sát na tâm đạo sanh lên, chứng đạo lần đầu tiên với sát na tiểu, được nói đến là như vậy. Rồi, đúng chưa? Có gì nắm được chưa? Alo. Rồi, xuống dòng, gặp đầu dòng cái. Dạ, tháng đâu có gì đâu có. Xuống dòng, diệt, gặp đầu dòng. Rồi, cũng dòng. Đây. Tâm sở, hai chấm. Tâm sở, hai chấm. Tâm sở, hai chấm. Rồi, như một người mà diệt trừ được thân kiến, hoài nghi, giới, cấm thủ đó. Thì bây giờ đối với tâm sở, họ diệt trừ được những loại tâm sở nào? Cô Nhật Quỳnh nói nghe coi. Diệt trừ tâm sở nào? Cô Nhật Quỳnh đâu? Nghĩ lâu trời. Nghĩ lâu quá. Rồi có Meta. Có Meta đâu. Đối với một người mà diệt trừ được thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, thì với tâm sở họ diệt trừ được những tâm sở nào? Vô si, vô tàm, vô quý. Không nhập. Là còn ai nữa, là coi như cô mấy ta đâu, cô mấy ta đâu là đọc lại cái định nghĩa là người sơ đạo là người đang sát trừ ba kiết sử phiền não, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thì như vậy đối với tâm sở họ diệt trừ được những tâm sở nào? Rồi, sao nữa? Còn gì nào? Còn gì nữa không? Nguyên Trang đâu? Còn gì nữa không? Nguyên Trang đâu? Tiền đủ ngã mạng. Đang bạc lạnh. Tâm sở nha, đang nói tâm sở nha, đang nói tâm sở nha, diệt trừ cái gì? Thiện hữu. Giờ thân kiến là cái gì nè? Thân kiến là thực nói về tâm sở gì? Là thân kiến cô Nhật Quỳnh là biết là tâm sở gì đây? Tà kiến, đúng rồi đó, như thiện hữu đó là tà kiến và hoài nghi, giới cấm thủ cũng thuộc về tà kiến. Vì như vậy diệt trừ ba kiết sử phiền não, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tức là tâm sở được diệt trừ tà kiến và nghi, tức là hai tâm sở tà kiến và nghi. Rồi ghi vào sổ đi, cô thư ký ghi vào sổ đi, tâm sở diệt trừ hai tâm sở tà kiến và nghi. Đúng chưa?
Quỳnh nói tả lã lỗi không vậy, chân tận nói tùm luôn. Tâm sở phải kiếm nghe rồi ha, ba vô sẽ vô sở rồi. Bây giờ xuống dòng tâm, tâm diệt trừ được những loại tâm nào đây? Tâm đâu có ngã mạng được, ngã mạng đâu có tà kiến, đâu có ngã mạng đó. Tâm diệt trừ được tâm nào đây? Diệt trừ được bao nhiêu tâm? Bốn tâm thiện hợp trí, hai tâm vô nhân, hai tâm nào? Cô Mít Ta, cô Nhật Quỳnh. Cô này là không phải đâu, rồi không phải thì nào, thì nói cho đúng, giờ tâm mà diệt trừ được gì đây? Thiện hữu, bốn tâm tham hợp tà. Đúng như vậy, bốn tâm tham hợp tà. Tại nãy tâm sở là tà kiến, thì tâm thì bốn tâm tham hợp tà là bị diệt. Bốn tâm tham hợp tà với thọ xã hợp tà gì? Chắc lắc, bốn tâm tham hợp tà, tức là bốn, hai hỷ, hai xã. Rồi, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Tâm thiện hợp trí có gì diệt không? Tâm thiện ly trí có bị diệt không? Và tâm si hoài nghi, chính xác như vậy, cô Nhật Quỳnh không nghĩ ra nổi rồi, cô Meta cũng không ra luôn rồi. Thì như vậy tâm đoạn trừ được bốn tham hợp tà và si hoài nghi, tức là năm tâm bất thiện được diệt mất đối với một người sơ đạo. Bốn tham hợp tà và si hoài nghi, ghi vô sổ đây. Bốn tam hợp tà và tập siêu nghi. Rồi cô Nhật Quỳnh nắm được không? Cô Meta nắm được không? Alo, Thiện Vũ nắm được không? Quý vị nắm được không? Nắm được cho cái biết đi. Rồi như vậy nhắc lại là đối với người sơ đạo thì diệt trừ được hai tâm sở tà kiến và tâm sở nghi. Rồi tâm thì diệt được bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi, đúng không? Rồi chưa? Thông ha, thông được ha. Rồi bây giờ xuống dòng ghi cái chữ đoạn chủng sanh hai chấm, đoạn chủng sanh hai chấm. Rồi, gặp lại dòng đoạn tuyệt chủng tử sanh về bốn khổ cảnh. Đoạn tuyệt chủng tử sanh về bốn khổ cảnh, tức là đối với người sơ đạo này đó, thì cái chủng mà để sanh về bốn khổ cảnh là dứt tuyệt, không còn duy sót, tức là không còn sanh về bốn khổ cảnh nữa. Thì như vậy cô Nhật Quỳnh cho biết bốn khổ cảnh là cảnh nào đây? Cô Nhật Quỳnh đã rồi, nay mà dí cổ một chút này mới được. Bốn khổ cảnh, không tiêu rồi. Bốn khổ cảnh đâu, dễ quá, nó làm được trời. Bốn khổ cảnh là cảnh nào? Cô Mít Ta, bốn khổ cảnh là cảnh nào? Đạp xứ, bốn khổ cảnh là cảnh nào? Casino hay sòng bài hay là
súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục. Rồi, bốn tội cảnh tức là súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la và địa ngục. Bốn tội cảnh ha. Rồi, ghi vô cái tự ghi vô luôn. Để không phải quên luôn hết. Súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục. Tức là bốn tội cảnh. Rồi, đúng rồi, vô sổ ha. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng nhé. Đoạn trừ sự trở lại cõi vui dục giới. Lần thứ 8. Đoạn trừ sự trở lại cõi vui dục giới. Lần thứ 8. Tức là bậc thánh sơ đạo này là đã đoạn trừ cái chấm dứt cái sự trở lại cõi vui dục giới, tức là sanh đi sanh lại cõi vui dục giới, nếu không có dễ vui lắm cũng tới lần thứ 7 là cuối cùng, và lần thứ 8 là phải chứng đắc a la hán, đoạn trừ cõi vui dục giới. Đoạn. Rồi đó là người sơ đạo hay là người đạo nhập lưu hay gọi là bậc tu đầu quần đạo. Nắm được chưa? Alo, quý vị nắm được cho biết cái bông đi và qua tiếp. Số 6. Số 6. Người quả nhập lưu. 7. Sơ quả. Người quả nhập lưu. Sơ quả. Sơ đạo khác mà sơ quả khác. Người quả nhập lưu. Sơ quả. Sô ta bắt tiếp phá la búc. Cái lá. Sô ta bắt tiếp phá la búc. Cái lá. Người quả nhập lưu. Hay sơ quả. Bậc thánh này đang nói bậc thánh nha, chứ không có nói cái mấy cõi kia. Cõi kia. Người quả nhập lưu, sơ quả. Được chưa? Là bậc đã chứng đắc, là bậc đã, là bậc đã chứng đắc đạo nhập lưu, là bậc đã chứng đắc đạo nhập lưu. Vậy người mà thành tựu khi trạng thái tâm đắc đạo sanh lên lần đầu tiên, người mà thành tựu khi trạng thái tâm đắc đạo sanh lên lần đầu tiên, người mà thành tựu khi trạng thái tâm đắc đạo sanh lên lần đầu tiên, tức là người quả nhập lưu, tức là người mà là cái bậc mà đã chứng đắc, tức là sơ đạo nãy đó, mà đã chứng đắc đạo nhập lưu đó, đã chứng đắc rồi mà người đã thành tựu được cái đó, khi trạng thái tâm đắc đạo sanh lên lần đầu tiên, tức là đây là bước qua đắc đạo, tức là thành tâm quả, khi mà tâm đạo sanh lên họ đắc được cái đó. Rồi họ trở thành biến qua, trở qua thành tâm quả nó phát sanh, thì được gọi là người quả nhập lưu. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, bậc này được gọi là sơ quả. Bậc này được gọi là sơ quả. Phải. Bậc này được gọi là sơ quả. Phải. Quả dự lưu,
phải quả gì lưu, phải tu là quần quả. Quả dự lưu, tu là quần quả. À, tức là bậc tu là quần quả này đó, tức là bậc mà đạo nhập đắc đạo lần đầu tiên á, đắc đạo xong sắc na đạo sanh lên, xong là diệt xuống là sắc na quả sanh lên liền. Thì khi sắc na quả sanh lên này thì được gọi là bậc tu là quần quả, hay là sơ quả, hay được gọi là quả dự lưu. À, tức là bậc đã đắc đạo thành tựu cái kết quả đó, được gọi là tu đầu quần quả. Rồi xuống dòng, người sơ quả là bậc, người sơ quả là bậc được tính từ, người sơ quả là bậc được tính từ tâm sơ quả. Người sơ quả là bậc được tính từ tâm sơ quả. Phát sanh lần thứ nhất. Phát sanh lần thứ nhất. Phát sanh lần thứ nhất. Cho đến sát na diệt. Cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh. Cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh. Vũ là VDU rồi vô ngã. Vũ tịnh sanh. Hay là còn gọi là như này, hay là tiếng bậc vô đa má chích tá, tâm tiếng bậc, sắc na tâm tiếng bậc, hay là vũ tịnh sanh, vũ tịnh sanh, hay là tiếng bậc trong lộ đắc nhị đạo, trong lộ đắc nhị đạo. Giờ đọc lại câu này ha. Người sơ quả là bậc được tính từ tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhất, cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh, mở ngoặc tiếng bậc vô đa na chích tá trong lộ đắc nhị đạo. Viết lại nguyên câu đây này tính. Người sơ quả là bậc được tính từ tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhất, cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh, mở ngoặc tiếng bậc vô đó là vô đà nó chích đó trong lộ đắc nhị đạo. Người sơ quá là bậc được tính từ tâm quả sanh phát sanh lớn nhất, cho đến sắc là diệt của tâm vũ tịnh tiến bậc trong lộ đắc nhị đạo. Rồi à, quý vị có hiểu câu này không ạ? Alo, quý vị có hiểu được câu này không? Để mọi người à, mời ai lên nói dùm câu này, giảng dùm câu này cả nha. À, cô Kim Dung đi, rồi Kim Dung lên giảng cái câu này, mời cô Kim Dung giơ tay lên giảng câu này. Lý câu này được hiểu, cần phải hiểu như thế nào đây? Người sơ quả là bậc tính từ tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhất, cho đến sắc na diệt của tâm vũ tịnh tuyến mật vô đa nó chích tắt trong lộ đắc nhị đạo. Hiểu không? Cô Kim Dung. Rồi, mời cô Kim Dung lên đây. Rồi. À, thưa thầy, con thấy cái câu này con cũng chỉ hiểu như trong cái nội dung của thầy đã đọc. Có nghĩa là tức là bắt đầu từ cái sát na, sau cái sát na sơ đạo thì là có sát na sơ quả, thì bắt đầu tính từ cái sát na sơ quả đó cho tới phải
tính theo lộ trình tâm là cho tới sát na tâm dũ tịnh, tức là tâm cái tâm mà cuối cùng để lên nhị đạo, tức là sau cái tín bậc thì nó sẽ là nhị đạo, thì nó một cái lộ trình tâm nó dài từ từ cái tâm sơ quả kéo dài cho tới mà trước khi lên nhị đạo, thì đó là cái người sơ quả được tính trong cái quá trình đó, tức là sau cái tâm sơ đạo, trước sau cái tâm sơ đạo là người sơ quả, và trước cái tâm mà nhị đạo, tức là trước khi bước qua nhị đạo, tức là sau khi qua Vodana là tới nhị đạo, thì nó chỉ đến Vodana, tức là nó chưa có qua nhị đạo. Thì con hiểu như vậy đó thưa thầy. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, đúng, dạ, đúng. Quý vị nghe vậy, quý vị có nắm được mà, alo, có biết được cái ý của cô Dịch Quỳnh, nắm được không? Mời cô Dịch Quỳnh ha, rồi, mời cô Dịch Quỳnh. Cho Nhật Quỳnh hỏi chứ Nhật Quỳnh không có hiểu, tức là Nhật Quỳnh thường nghe là ví dụ như bà Huy Saka đi, bà đã tu đầu quần từ lúc 7 tuổi, nhưng mà nếu mà cái tâm sơ đạo này mà nó sanh mãi trong tới cái lúc mà lên nhị đạo thì Nhật Quỳnh không hiểu được chỗ này đó Quỳnh Kinh. Dạ Quỳnh Kinh giải dùm ạ. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Sao cũng dễ thôi, giờ post lại cái câu đó cho Nguyễn này, post lên cái đó lại. Câu đó mất rồi. Rồi, đọc lại ha. Người sơ quả, nhớ nha, người sơ quả là bậc được tính từ tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhất. Được chưa? Tức là người được gọi là người sơ quả là người được tính từ cái tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhất, cũng giống như là giờ quý vị đậu được cái tú tài lớp 12, đậu được lớp 12 là gì, kia là gì, trung học hả, hết trung học đậu được cái lớp 12 đó, thì khi đậu được như vậy được gọi là người đã tốt nghiệp lớp 12, đúng chưa, là người tốt nghiệp lớp 12 lần thứ nhất, lần đầu tiên mình được tốt nghiệp. Thì như vậy người sơ quả như vậy, khi mà đắc được cái tâm sơ quả sanh lần thứ nhất thì người đó gọi là người sơ quả. Rồi cho đến khi mà sát na diệt của tâm vũ tịnh, sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh, tức là cái tâm vũ tịnh nó sanh lên rồi sanh trụ diệt, thì cũng giống như người tốt nghiệp đại học ha. Tốt nghiệp lớp 12 nãy đó, tốt nghiệp xong rồi đó, chờ cho tới khi nào mà gần tới ngày tụ trường để vô đại học đó, tức là ngày cuối cùng để mà bước vô đại học, thì tới ngày cuối cùng đó vẫn là gọi là người của người lớp 12, chứ chưa gọi là người đại học, chưa gọi là sinh viên đại học, bởi vì chưa vô lớp. Thì người sơ quả là người tính từ cái tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhất cho đến cái sát na diệt cuối cùng của cái tâm vũ tịnh, tức là cái tâm chuyển bậc. Cái sát na cuối cùng của cái tâm tiến bậc này đó là khi mà sát na tiến bậc này nó sanh lên, nó trụ, nó diệt, rồi nó đắc nhị đạo. Đắc nhị đạo trong cái lộ tâm nhị đạo đó. Tức là muốn đắc nhị đạo là phải từ sơ quả mới qua đắc nhị đạo được. Sơ quả rồi nó chuẩn bị cận hành từng thứ bảo bực rồi tiến bậc rồi mới đạo quả. Đạo quả đây là nhị đạo gì quả. Thì cái tâm vũ tịnh là cái tâm cuối cùng của cái lộ tâm người người quả, sơ quả. Mà biết bước qua cái tâm nhị đạo là thành là người đạo, người nhị đạo, chứ không còn là người sơ quả nữa. Thì như vậy người sơ quả là tính từ cái sát na lần thứ nhất trong đời sống. Ví dụ mình, ví dụ như bây giờ cô Nhật Quỳnh cũng đắc được sơ quả lần thứ nhất, cô sống hoài cũng chưa đắc được nhị đạo, sống vậy đó, cô tu tập hoài vẫn còn là người sơ quả như được.
cho đến khi lộ trình tâm của cổ sắp bước vào cái đắc được nhị đạo đó, tới cái sắc na cuối cùng của cái lộ đắc nhị đạo đó, thì tới sắc na cuối cùng là sắc na vô đa ná chích tắc, tức là sắc na tiến bậc để mà nhảy vô cái sắc na tâm nhị đạo, thì tới các sắc na cuối cùng nó vẫn còn gọi là người sơ quả như thường chứ chưa gọi là người nhị đạo. À, quý vị nắm được không? Nắm được không? Nắm được không? Tức là từ từ cái tâm mình là bậc bậc sơ quả, rồi mình tu tới lúc mà gần mình vô được cái lộ tâm để đắc được cái nhị đạo đó, thì chuẩn bị cẩn hành thứ chuyển tập hoặc là chuẩn bị ngữ dân là tiến bậc để mà vô được nhị đạo, thì tới cái cuối cùng cái tiến bậc để mà đắc được nhị đạo đó, thì tới cái sắc na cuối cùng đó mình vẫn còn gọi là người sơ quả như thường. Nhưng mà khi bước qua cái sắc na đắc nhị đạo đó, thì mình là người nhị đạo chứ không còn là người sơ quả nữa. Và tính tới cái cuối cùng đó luôn, cái điểm cuối cùng nó trở ngược về trước, mình vẫn là người sơ quả chứ không phải là người khác. Tính trong cái thời gian đó, giờ cái dù thí dụ như mình đắc sơ quả nhưng mà mình sống mấy chục kiếp mình sống hoài mình không đắc nữa, giờ nó vẫn là người sơ quả cho đến khi nào mình bước vô cái lộ đạo để mà đắc được cái nhị đạo, thì tới cái sắc na cuối cùng để bước vô cái sắc na nhị đạo, thì lúc đó đó mình là sắc na cuối cùng, được gọi là sắc na của người sơ quả. Rồi khi mà bước qua sắc na nhị đạo thì được gọi là người nhị đạo chứ không còn là người sơ quả nữa. Vậy đó không? Rồi bây giờ nắm được, dễ hiểu ha, thôi rất rõ chút xíu đó, được chưa? Hiểu không? Dạ, ok, xa thôi. Rồi tới nãy mình đọc số mấy, số 5 không? Rồi bây giờ tới số 6 chứ, số 6. Có bàn tay hả? Đâu thấy đâu? Có không? Không thấy bàn tay nữa. Có ra rồi, mời cô Bích Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, con có ý kiến, con xin hỏi thầy giảng cho con chỗ này. Dạ, như vậy theo con nghe thầy giảng thì cái sát na cuối cùng đó gọi là vũ, gọi là cái tâm cuối cùng đó, thì ở trong này nói là cái tâm vũ tịnh sanh, có nghĩa là cái tâm tiến bậc. Dạ, có phải như vậy không thầy? Dạ, con xin cảm ơn lại cho thầy để thầy giảng thêm cho con hiểu chỗ này. Rồi, đúng rồi, xa thứ vũ tịnh rồi, có cái đồng nghĩa với cái chữ tiến bậc, tức là vượt lên một bậc trên nữa, tức là vượt qua. Vũ là vượt qua, vượt lên, tịnh là tốt đẹp, vượt lên một cái bậc nữa, lên bậc cao nữa, thì được gọi là tiến bậc hay là vũ tịnh. Vô đà nó chích phát, thì đó là cũng là một sắc na tâm cuối cùng lúc đó thôi, để mà bước qua một cái loại người khác, không còn là người sơ quả nữa, bước qua thành là người đạo, người nhị đạo. Đó là như vậy. Thì đó, vậy đó. Là người mà mình đắc vô cái lộ trình tâm, lộ đạo á. Thí dụ như giờ cô Nhật Quỳnh đắc được quả, đắc được sơ quả, sanh ra cõi người, muốn sanh đó là cõi người, cõi dục giới, cõi người, cõi trời dục giới, thì tối đa là 7 kiếp thôi. Tối đa tới kiếp thứ 7 là phải đắc lên cao lên từ từ, chứ không có đó nữa, là phải sanh lên kiếp khác, sanh những cõi khác. Còn nếu ở trên cõi trời á, trời cõi trời mà sắc giới khác à, gọi là sắc giới, thì ở đó người ta tu tập trên đó, nó không sanh xuống dục giới, thì người ta tu hoài nữa. Có thể nhiều khi như bà Quý Sắc Kha, bà 8-9 kiếp gì trên đó cũng đâu ai biết đâu. Không trở lại cõi dục giới thôi nha, chứ không phải là cõi sắc giới. Cõi dục giới khác, cõi sắc giới khác, thì mình để ý cái đó. Thì như vậy mình cũng không có lên cõi dục sắc giới thì không có xác định được. Không có xác định bởi vì họ không có trở lại dục giới. Rồi đó họ tu. Thì như vậy cái lộ trình diễn tiến của cái tâm đắc đạo là khi mà bước vào cái lộ ý, cái lộ mà để mà đắc được cái đạo, đắc đạo, thì
Sắc na tâm nó đi là chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tập, nếu mà là từ phàm mà qua đạo, qua thánh đạo, qua sơ quả sơ đạo, sơ đạo thì là chuyển tập, tức là chuyển từ cái phàm phu để chuyển sang cái bậc thánh, thì chiếc sắc na nó được gọi là chuyển tập, rồi mới đạo rồi quả. Còn mà nếu mà từ đạo, sơ quả đó mà qua cái nhị đạo, nhị quả đó, thì không dùng chữ chuyển tập nữa, bởi vì là mình lại vô dòng tập đó rồi. Cũng như mình được xác nhận là mình là thuộc dòng tập, thuộc phái, mà phái bậc thánh, là dòng tập thượng lưu đó. Thì lúc đó không còn gọi là chuyển tập nữa. Mà lúc đó từ sơ quả mà lên nhị đạo đó, thì gọi là vũ tịnh, hay gọi là tiến bậc, tiến lên thêm bậc nữa. Là từ bậc thánh thứ nhất lên bậc thứ hai thì lúc đó cái sắc na nó kêu là vũ tịnh hay là tiến bậc, vừa là nó chích tá thì nó khác nhau cái từ ngữ thôi, nhưng mà lúc đó cái sắc na đó là sắc na tiến thêm lên một bước nữa, lên cao hơn nữa, là trong sạch hơn nữa, càng lúc càng trong sạch hơn, thì đó là được gọi là tiến bậc. Hãy bố mình học kỹ vô cái lộ trình tâm đó, từ từ sẽ thấy nhiều cái rất là độc đáo được đó không. Rồi, đó là số 6, mình học về người sơ quả. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi, tới số 7. Số 7 là người đạo nhất lai. 7, nhị đạo. Người đạo nhất lai, 7, nhị đạo. Sakada ga mi mắt ga bút ga lá. Sakada ga mi mắt ga bút ga lá. Người đạo nhất lai hay gọi là nhị đạo. Rồi. Là bậc chỉ trở lại cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên một lần mà thôi. Là bậc chỉ trở lại cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên một lần mà thôi. 7. Là bậc chỉ trở lại cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên một lần mà thôi. Vì đang diệt chủng tử đời thứ hai cõi dục, cõi vui dục giới. Đang diệt chủng tử đời thứ hai cõi vui dục giới. Rồi. Đó, tức là người đạo nhất lai, hay ta gọi là người nhị đạo đó. Thì những vị này là những vị đang, tức là đang trong lúc cái tâm đạo sanh lên, nó đang diệt trừ cái những cái chủng tử để mà sanh ra lại cõi dục giới, sanh ra lại cõi vô dục giới đó. Đời thứ hai đó, tức là không còn sanh đời thứ hai nữa, mà chỉ trở lại cõi nhân loại hoặc là cõi chư thiên dục giới một lần nữa mà thôi. Rồi họ sanh lên cõi cái khác, hoặc là họ đắc chứng đắc tứ đạo tứ quả, họ nhập tứ bàn luôn, tùy theo. Đó là thì như vậy là bậc mà này chỉ trở lại cõi vui dục giới một lần mà thôi, bởi vì họ đang diệt trừ cái chủng tử, không trở lại lần thứ hai nữa. Đó là lý do là được gọi là người đạo nhất lai liền đó, tức là trở lại một lần thôi, nhất lai là một lần, quay lại một lần. Rồi xuống dòng, nghịch đầu dòng. Tâm đạo này sanh khởi lần thứ hai sau khi đã chứng sơ quả. Tâm đạo này sanh khởi lần thứ hai sau khi đã chứng sơ quả. Rồi, tức là người đạo nhất lai này là lúc đó cái tâm đạo nó sanh lên lần thứ hai, tức là sơ đạo lần thứ nhất, là chứng ngộ niết bàn lần thứ nhất,
tâm đạo là nhị đạo sanh lên lần thứ hai, chứng đạo niết bàn lần thứ hai thì được gọi là tâm đạo này sanh khởi lần thứ hai, tức là lần thứ hai chứng ngộ được niết bàn sau khi đã chứng được sơ quả. Tức là lý do tại sao được gọi là lần thứ hai là như vậy, bởi vì lần thứ nhất là sơ đạo, lần thứ hai là nhị đạo. Rồi, ok ha. Rồi, xuống dòng, người ta dòng. Làm nhẹ thêm hai phiền não kế. Làm nhẹ thêm hai phiền não kế. Tham dục và sân. Làm nhẹ thêm hai phiền não kế. Tham dục và sân. Phải. Đồng thời làm suy yếu thêm, đồng thời làm suy yếu thêm lần nữa các phiền não bất thiện còn lại, đồng thời làm suy yếu thêm lần nữa các phiền não bất thiện còn lại. Rồi. Tức là người đắc được cái nhị đạo này đó, tức là cái tâm nhị đạo nó sanh lên đó, nó làm cho cái phiền não về tham dục và sân nó bị giảm nhẹ xuống, nó còn nhẹ lần nó giảm bớt lần lại so với lại là nhà sơ quả. Nhị đạo nó làm cho hai cái này tham dục và sân càng lúc nó càng nhẹ lại đi, nó giảm lại, giảm tốc lực đi, nó giảm xuống và nó làm suy yếu thêm những cái phiền não bất thiện khác. Những phiền não về sân tật lận hối hay là những cái phiền não bất thiện được giảm nhẹ xuống là thì đắc được cái nhị đạo rồi đó, thì những cái phiền não về pháp bất thiện càng lúc nó càng mỏng đi, nó càng bị bào mòn bớt, nhẹ bớt như vậy. Thì như vậy người nhị đạo là người làm cho giảm đi tham dục và sân và những pháp bất thiện còn lại. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Trong lộ đắc nhị đạo, trong lộ đắc nhị đạo phải. Trong lộ đắc nhị đạo phải. Tâm nhị đạo đang sanh trong ba sắc na tiểu. Tâm nhị đạo đang sanh trong ba sắc na tiểu. Rồi, tức là cái tâm nhị đạo này nó đắc nhị đạo, đắc được cái nhị đạo thì cái sắc na tâm nó sanh lên là sắc na nhị đạo, và nó, trong đó nó có ba sắc na, là sắc na tiểu là sinh, trụ và diệt. Trong cái sắc na tâm đạo đó thì được gọi là người nhị đạo. Bây giờ nắm được ha, đây là gọi sắc một sắc na một, ta tính là người ngay lúc đó liền, ngay lúc đó là người nhị đạo, tính trong một sắc na ha. Rồi tới số 8, người quả nhất lai phải. Nhị quả, người quả nhất lai phải. Nhị quả. Sakada ga mi pha la búc ga la. Sakada ga mi pha la búc ga la. Người quả nhất lai phải nhị quả. Bậc thánh thứ hai, bậc thánh thứ hai được tính từ khi tâm nhị quả phát sanh lần thứ nhất. Bậc thánh thứ hai được tính từ khi tâm nhị quả phát sanh lần thứ nhất. Ghi hết câu đó thì tính sao? Bậc thánh thứ hai được tính từ tâm nhị quả phát sanh lần thứ nhất.
tâm dị quả phát sanh lần thứ nhất. À, cho đến sát na diệt, cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh trong lộ đắc tam đạo, cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh trong lộ đắc tam đạo. Cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh trong lộ đắc tam đạo. Rồi, cũng giống như cái nãy mình nói ha, tức là bậc bậc thánh thứ hai này, tức là bậc bậc mà Nhất Lai đó, thì được tính là khi mà tâm nhị quả nó phát sanh, là người nhị quả lần thứ nhất phát sanh lần thứ nhất, dài cho tới khi mà bước vô cái lộ tâm để đắc được tam đạo, thì trước khi đắc tam đạo với sắc na cuối cùng của tâm vũ tịnh, tâm vũ tịnh sanh, thì sắc na diệt cuối cùng, sắc na tiểu diệt cuối cùng đó, thì tới đó là vẫn được tính là người quả Nhất Lai. Người quả Nhất Lai chứ không được tính qua người người tam đạo được, bởi vì chưa tới bước qua tam đạo, tính tới sắc na cuối cùng của lộ đắc tam đạo. Nó giống như cái hồi nãy mình nói ha, thì nó đi từ tâm nhị quả kéo dài cho tới sắc na cuối cùng trong cái lộ đắc tam đạo, tức là tới sắc na vũ tịnh cuối cùng, thì như vậy ngay đó chấm dứt ngay đó thì được gọi là vẫn còn nằm trong phạm vi của người nhị quả. Rồi khi mà đắc được tam đạo thì nó bước qua người tam đạo. Rồi, nắm được ha, dạ, dễ giống nãy ta. Rồi, xuống dòng, gặp đầu dòng cái. Rồi, xuống dòng. Bậc nhị quả là người đã chứng đắc nhị đạo. Bậc nhị quả là người đã chứng đắc nhị đạo. Đúng rồi, bậc nhị quả là người đã chứng đắc nhị đạo. Rồi, xuống dòng, ghi thêm câu nữa cho nó xác định, nhận confirm ha. Bậc này gọi là quả Nhất Lai. Bậc này gọi là quả Nhất Lai. Bậc này gọi là quả Nhất Lai. Bởi vì chỉ sanh lại cõi vua dục giới, bởi vì chỉ sanh lại cõi vua dục giới một lần mà thôi. Bởi vì chỉ sanh lại cõi vua dục giới một lần mà thôi. Mở ngoặc, một kiếp nhân loại hoặc một kiếp chư thiên. Một kiếp nhân loại hoặc một kiếp chư thiên. Đóng ngoặc lại. Tức là mình nhấn mạnh lại cái phần cho nó chính xác ha. Tức là mọi được gọi là bậc thánh Nhất Lai là chỉ sanh lại cõi dục giới một lần thôi. Cõi dục giới một lần là một là sanh làm nhân loại thuộc dục giới hoặc là chư thiên thuộc dục giới. Như vậy được gọi là quả Nhất Lai là như vậy, chỉ sanh một lần thôi chứ không có sanh lần thứ hai nữa. Rồi, đúng rồi, xà thấu ha. Rồi, lắm rồi chơi quý vị. Tiếp theo ha, giờ học tiếp luôn ha. Số 9, người đắc, người đạo bất lai, phải tam đạo. Người đạo bất lai. Đấy, tam đạo. Cái mà gà mí mắt gà bức cái lá. Người đạo bức lai. Tam đạo.
là chúng ta đi qua người thứ 9, là người đạo bất lai, hay gọi là người tam đạo. Là bậc thánh đang sát trừ hay đang đoạn tận, là bậc thánh đang sát trừ hay đang đoạn tận. Hai phiền não tham dục và sân, mà người nhị đạo, mà người nhị quả đã làm giảm nhẹ trước đây, rồi. Tức là người mà tam đạo á, hay là người đạo bất lai á, tức là bậc thánh này được gọi là bậc tam đạo, là bậc đang sát trừ, hoặc là đang đoạn tận, diệt trừ đoạn tận hai cái phiền não tham dục và sân. Tức là hai cái phiền não tham dục và sân này được diệt tận luôn, do bởi từ cái người nhị quả đã làm cho nó giảm nhẹ. Thì tu phải tương tự như vậy, tức là sơ đạo sơ quả, là nhị đạo nhị quả làm giảm nhẹ dục ái và sân. Bây giờ lên tới tam đạo thì những cái phiền não này được người tam đạo này đang sát trừ nó, do cái người nhị quả nó làm cho nó giảm nhẹ xuống rồi, giảm nhẹ xuống là lên tới tam đạo là diệt trừ nó, mà tận diệt nó luôn. Thì như vậy là người tam đạo là người đang diệt trừ hai cái tham dục và sân này, thì được gọi là người đạo bất lai. Rồi. Rồi xuống dòng, người tam đạo đắc trong ba sát na tiểu. Đoạn tận chủng tử tái tục cõi dục giới. Tức là chấm dứt, không còn tái sanh lại cõi dục giới đó. Đoạn tận chủng tử tái tục cõi dục giới. Tức là người tam đạo này khi đắc cái sắc na tâm đạo sanh lên, là thì trong ba sắc na tiểu đó là người đắc được gọi là người tam đạo. Và khi đắc được cái tam đạo này thì cái chủng tử để mà tái sanh về cõi dục giới thì coi như là chấm dứt, là kết thúc cho đó. Rồi xuống dòng, nếu không đắc tiếp tứ đạo tứ quả, và cũng không có thiền, không có đắc thiền thì vị ấy sau khi tử,
vậy sau khi tử sẽ tái tục sanh về cõi sơ thiền, sẽ tái tục sanh về cõi sơ thiền. Sanh về cõi sơ thiền ha, do thích hợp và phù hợp cơ tánh bậc bất lai đạo, do thích hợp và phù hợp cơ tánh bậc bất lai đạo. Do thích hợp và phù hợp cơ tánh bậc bất lai đạo. Hết phiền não sân, hết phiền não sân, đặng sanh về cõi vô sân. Hết phiền não sân, đặng sanh về cõi vô sân. Mở ngoặc sắc giới đóng ngoặc. Hết phiền não sân, đặng sanh về cõi vô sân. Mở ngoặc sắc giới đóng ngoặc. Rồi, đó, tức là đây người ta nói thêm cho mình biết là khi một người mà đã gọi là bậc tâm tam đạo tam quả đó, mà nếu mà không đắc tiếp á, nếu mà không tu đắc tiếp để chứng lên mà tứ đạo tứ quả đó, mà cũng không có đắc được sơ thiền á, tức là không có đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới gì đó, thì vị đó sau khi chết á, khi tử cái là họ sẽ tái tục về cõi sơ thiền, họ không có tái tục về cõi sắc giới nữa, bởi vì bất lai mà họ không tái tục cõi sắc giới, họ sanh về cõi sơ thiền. Bởi vì cõi thiền, cõi sắc giới này nó hợp với là cơ tánh của bậc bất lai, bởi vì cõi này không có tâm sân, cõi phạm thiên sắc giới không có tâm sân, cho nên bậc bất lai là bậc không có tâm sân, diệt trừ tham dục và sân, cho nên những vị này thích hợp để sanh về cõi vô sân, cõi sắc giới, đó là cái do cái sự phù hợp thích hợp với là cái cơ tánh cơ địa của bậc bất lai. Cho nên mặc dù không đắc thiền nhưng mà vẫn sanh về cõi thiền thấp nhất, tức là cõi sơ thiền, là lý do là như vậy, vì không có tâm sân là phải phù hợp với đó chứ không có sanh về cõi dục giới nữa. Rồi xuống dòng, nếu vị này có thiền, bắt đầu mình nói tới nếu có thiền, nếu vị này có thiền thì tùy theo bậc mà sanh về cõi thiền đó. Nếu vị này có thiền thì tùy theo bậc mà sanh về cõi thiền đó. Như hai chấm. Nếu vị này có thiền thì tùy theo bậc sanh về cõi thiền đó. Như hai chấm. Sơ nhị tam tứ ngũ thiền. Sơ nhị tam tứ ngũ thiền. Phải. Đấy. Đồng thời vị này đang làm giảm thêm nữa các pháp bất thiện còn lại. Đồng thời vị này đang làm giảm thêm nữa các pháp bất thiện còn lại. Rồi, tức là đây nói là những vị mà nếu có đắc thiền á, thì những vị này sẽ sanh về những cõi thiền tương ứng đó, sơ nhị tam tứ ngũ thiền, và chúng ta sẽ được từ bài sau. Lúc đó là người đó sẽ làm giảm nữa, làm cho những pháp bất thiện còn duy sót sẽ giảm lần cho đến khi dứt được luôn ha. Đó là người số 9 là người tam đạo. Rồi số 10 là người quả bất lai hay là tam quả. Người quả bất lai, tam quả.
Anagami Phalabhugala. Anagami Phalabhugala. Người phạm quả. Là bậc thánh thành tựu từ tam đạo bất lai. Là bậc thánh thành tựu từ tam đạo bất lai. Phải. Hay gọi là người tam quả. Hay gọi là người tam quả. Là người quả bất lai hay là người tam quả, đó là bậc thánh thành tựu từ cái tam đạo nãy là mình mới học á, từ tam đạo xong tới sanh sắc na quả liền thì gọi là người tam quả, tức là bậc thánh thành tựu từ cái tam đạo, từ cái tam đạo bất lai gọi là người tam quả. Rồi xuống dòng, gặp dòng người tam quả phải thánh A-la-hàm. Người tam quả phải thánh A-la-hàm. Người tam quả thánh A-la-hàm. Được tính từ khi tâm tam quả phát sanh. Lần thứ nhất. Được tính từ khi tâm tam quả phát sanh lần thứ nhất. Được tính từ khi tâm tam quả phát sanh lần thứ nhất. Cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh trong lộ đắc tứ đạo. Cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh trong lộ đắc đạo, trong lộ đắc tứ đạo. Giống như cái nãy ha, cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh trong lộ đắc tứ đạo, tức là người tam quả và hay là người thánh A-la-hàm, thì được tính là từ cái tâm tam quả phát sanh lần thứ nhất, phát sanh tam quả lần thứ nhất cho dài cho đến khi nào bước vào cái lộ đắc tứ đạo mà chưa tới sát na đắc tứ đạo, sát na tâm vũ tịnh trở lại thì được gọi là, vẫn còn gọi là người tam quả như thường, đó là người quả bất lai. Người quả xuống dòng, người quả bất lai là người đã chứng đắc tam đạo. Nhấn mạnh lần nữa, người quả bất lai là người đã chứng đắc tam đạo. Người quả bất lai là người đã chứng đắc tam đạo. Rồi, xuống dòng. Nếu không đắc tiếp A-la-hán đạo quả. Nếu không đắc tiếp A-la-hán đạo quả. Nếu không đắc tiếp A-la-hán đạo quả. Thì sẽ sanh về các cõi tùy theo trường hợp như sau. Thì sẽ sanh về các cõi tùy theo trường hợp như sau. Thánh tam quả không thiền, hai chấm, sanh về cõi sơ thiền.
sánh tam quả không thiền thì sanh về cõi sơ thiền. Rồi ha, thánh tam quả không thiền thì sanh cõi sơ thiền ha, là những dòng nếu đắc từ nhị tam và tứ thiền, nếu đắc từ nhị tam và tứ thiền thì sẽ sanh về các cõi tương ứng. Nếu đắc từ nhị tam và tứ thiền thì sẽ sanh về các cõi tương ứng. Rồi đó là từ sơ thiền cho lấy nhị tam tứ thiền ha. Rồi giờ đắc ngũ thiền, xuống dòng đắc ngũ thiền hai chấm. Đắc ngũ thiền hai chấm. Dựa trên năm quyền, ghi chữ quyền này cho nó bự nữa ha. Dựa trên năm quyền để làm căn nguyên tái tục, để làm căn nguyên tái tục về cõi thánh cư, mở ngoặc ngũ tịnh cư đóng ngoặc, dựa trên năm quyền để làm căn nguyên tái tục về cõi thánh cư, mở ngoặc ngũ tịnh cư, tức là năm cõi ngũ tịnh cư đóng ngoặc lại. À, tức là những vị thánh A-la-hàm này khi đắc ngũ thiền á, thì họ sẽ sanh về cõi thánh cư, tức là cõi của bậc thánh tam quả rồi đó. À, nhưng mà nó tùy theo cái năm quyền, tức là tính tấn niệm định tự quyền. À, chúng tôi sẽ post cái này lên để quý vị có thấy được nha. Đọc không? Alo. Thấy không quý vị? Có thấy không? Alo. Không thấy gì hả? Ủa sao kỳ vậy? Lấy tiền tiền khúc rồi. Nói gì nhiều khi copy nó không cho. Không thấy luôn hả? Thấy quá vậy? Chắc không thấy luôn rồi. Rồi ghi luôn đi, không cho. Rồi xuống dòng ha. Mình ghi tính quyền. Tính quyền mạnh thì tái tục cõi vô phiền thiên. Xuống dòng một, tính quyền mạnh thì tái tục cõi vô phiền thiên. Rồi tấn quyền mạnh thì tái tục cõi vô nhiệt thiên, tấn quyền mạnh thì tái tục cõi vô nhiệt thiên. Rồi niệm quyền mạnh thì tái tục cõi thiện kiến thiên, niệm quyền mạnh thì tái tục cõi thiện kiến thiên. Đúng rồi, định quyền mạnh thì tái tục cõi thiện hiện thiên, định quyền mạnh thì phải tục cõi thiện hiện thiên.
tuệ quyền mạnh. Tuệ quyền mạnh thì tái tục cõi sắc cú cánh thiên. Tuệ quyền mạnh thì tái tục cõi sắc cú cánh thiên. Rồi, như vậy người bậc thánh A-la-hàm mà khi đắc ngũ thiền á, thì sanh về cái cõi tùy theo dựa căn cứ trên cái năm quyền nó làm cái vấn đề làm cái căn nguyên để mà tái tục. Thì nếu mà tính quyền mạnh á, trong tính tấn thì mình tuệ, nhưng mà cái tính nó mạnh á, thì sanh về cõi vô phiền, mà tấn mạnh á, thì sanh về cõi vô nhiễm, mà niệm quyền mạnh thì sanh về cõi thiện kiến, mà tuệ quyền mạnh thì sanh về cõi sắc của cánh thiên. Tức là năm cái quyền này nó tùy theo mạnh nhẹ cái nào mạnh thì sanh về cõi tương ứng với nó, theo thích hợp với cái tùy theo quyền của nó. Cho nên đối với bậc tam quả có một sự đặc biệt hơn những cái cõi khác là như vậy. Những vị sanh lên cõi thánh cư, cõi ngũ thánh cư, sanh lên đó rồi tương ứng với những cái quyền như vậy, tính tấn niệm tinh tấn ha, cho đến khi nào mà đắc được A La Hán mới chấm dứt. Đó là chúng ta học tới cái người tam quả. Nhưng mà tới đây thì thấy là cũng vừa phải lẽ ha. Còn dư lại hai người, người số 11, số 12 là vì sao mình học, rồi mình học thêm bài mới luôn. Hai người còn lại quý vị thì sao nhắc ha. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta học tới đây và thấy cũng vừa phải lẽ ha. Mong quý vị được hiểu được, nắm được cái vấn đề này. Thì tới chúng ta sẽ bước vào học tiếp hai người còn dư sót lại và học vào cõi luôn. Mà cái cõi thì như cõi rồi đó, cái lúc trước chúng tôi có trình bày một cái cõi là cõi khổ gì học rồi phải không? Cõi khổ hình như có dạy rồi, nếu rồi thì mình qua cái đó mình học tiếp luôn. Đúng không? Cõi khổ thì đi học rồi, học về người, học về cõi súc sanh, ngạ quỷ, tôi lại đi cùng gì đó, mấy đó mới học chưa, học rồi, nhớ học rồi. Học rồi chưa? Rồi cho biết để chuẩn bị bài. Rồi ha. Rồi ok. Rồi thì sao mình vừa bước qua cõi luôn. Sù bớt. Rồi do phước quý báu mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cho tất cả chúng ta luôn được thoát khỏi những cảnh khổ, không bị sanh lại làm người lạc vô nhân. Luôn là nếu có luân hồi được sanh lại làm người tam nhân, sớm có trí tuệ để mà thành tựu chân trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Sa Di Đà. Rồi xin nhường mic lại cho MC. Dạ, Như Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room kính cảm ơn Quỳnh Kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, và cũng rất là tri ân Quỳnh đã theo yêu cầu của Như Quỳnh dạy chậm, Như Quỳnh ghi kịp bài, rất là cảm ơn Quỳnh và cảm ơn đạo tràng cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, sau khi chúng con sám hối, con cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đủ phước báo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Kính mời quý vị cùng với Như Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt Tà Măng Ghê Na Vạnh Đê Hăng Ba Đà Phẳng Sưng Và Ruột Tà Măng Bụt Thể Dơ Khả Lì Tơ Đô Sơ Bụt Thơ Tham Mà Tu Tăng Mà Măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đề hăng thầm anh chả được vị thăng quá răng thầm mê dơ cà li tơ đô sơ thầm mô cà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp đạo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đề hăng sang khanh chả được vị thọ tam ăn sẵn khê vô các lý tổ đô sơ sẵn khô đầu tăng mà măng.
Con đem hết đồng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xách tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha, dạ dạ sa thú. Con kính dân Bích Tinh Sư ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Xin trân chào toàn thể quý tu nữ và chư Phật tử. Để cho tròn đủ phước báo của toàn thể quý vị, chúng tôi xin được thay mặt cho chư tăng để chúc phúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bích Tha, dạ. Dukkha patta cha ne dukkha phaya patta cha ne phaya sokkha patta cha ne sokkha hanta sape pipanino etavata cha amhehe sampatang punya sampadang sape devanumodanta sapa sampata setaya danang dadanta sataya silangra kanta sapadam Pavana virata hantara chanto devata rata sape potha palapa cha pache kananca jampalang arahanta nanca teche narakan pantham me sa pa so nguyện cầu vi đơn phật bảo a nguyện cầu vi đơn pham bảo nguyện cầu vị đơn tăng bảo a sinh tam bảo gia hộ a ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải điều mạo tan biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biến cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là chú trong thiền, chư thiên đã văn tâm ma sanh tùy hỷ phước lành được các tường như y rồi phản hồi thiên sư chư toàn giác đại lực chư động giác đại lực thịnh văn giác đại lực nguyện tổng trị vị đơn cầu phong lành phán sanh tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đơn của chư Phật, do nhờ quay đơn của giáo pháp, do nhờ quay đơn của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người Siddhija Chanaratham. Siddhamato 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 Idang Phalang Itasmin Ratanata Yasmin Sambasadana Che Ta So, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni quả gia ni và an ta li kê ta tha ca tăng đê và ma nô su bi tu bồ chí tăng bồ thăng nam ma sa nô su va thi hộ tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni quả gia ni và an ta li kê ta tha ca tăng đê và ma nô su bồ chí tăng tham mang nam ma sa nô su va thi hộ tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta lịch khê ta tha ca tăng đê và ma nô su bu chi tăng sanh khăn nam ma sa na su wa thì hô tu hạng phu tá nào là chữ thiên hư trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên hư trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ ta được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được hoặc sanh thành lợi hàng khu tá nào là thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không
Ma đến hồi họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đa co giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lời. Hàng khu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng khu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đa có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lời. Chư thiên ngự trên hư không, địa ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đào mâu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã học di diệu pháp ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con thành kính dân quả phước này, đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh nhà Huynh Kinh. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức, pháp thể sinh nan, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân niết bàn sa bát cha vô hồ túc. Ý đăng huynh nhân niết bàn sa bát cha vô hồ túc. Ý đăng huynh nhân niết bàn sa bát cha vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được học ghi diệu pháp, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được, đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, nhất là huynh kinh đã vào đạo tràng giảng dạy Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc huynh kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo năm truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, ngày mai quan năm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con, và con cũng thành tâm dâng quả phước này đến với chư thiên chùa Phước Quang, cầu mong quý ngài hoan hỷ hộ trì cho cô tu nữ phúc hạnh được tai qua nạn khỏi, tật bệnh sớm được tiêu trừ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con một lần nữa kính chào tạm biệt đạo tràng, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài Châu Báo Kinh, và sau đó chúng cũng xin phép được khép cái room. Nam mô Bích Thai nhé. Kính chào tạm biệt đạo tràng.